Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip Sài Gòn Ngày Mưa. Ngay lúc này thì mình đang có mặt ở cổng số 6 của Bệnh viện Chợ Rẫy. Và đây đang là góc đường Bà Triệu cắt với đường Triệu Quang Phục. Đó. Trời mưa. Hôm nay thì sẽ mời cô chú anh chị cùng với Tuấn Dương, chúng ta sẽ đi cái con đường Triệu Quang Phục này. Rồi chúng ta sẽ đi qua con đường Hồng Bàng. Đấy, phía bên tay phải đó các bạn là những cái quán cơm phục vụ cho người nuôi bệnh nhân ở trong nhà thương. Dạ, xin chào. Dạ. Đó cũng khá là nhiều người biết Tuấn Dương, người cô chú bán hàng rẻ. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ gặp một cái ngôi trường, đó là trường Hồng Bàng, trung học cơ sở Hồng Bàng. Lúc này do đang trong cái kỳ nghỉ hè nên chúng ta không thấy các cháu học sinh. Đây các bạn, đang là góc của con đường Phạm Hữu Chí cắt với con đường Triệu Quang Phục. Đây, xin mời cô chú anh chị cùng coi những cái hình ảnh về con đường Phạm Hữu Chí và Triệu Quang Phục, Sài Gòn Ngày Mưa. Đó, nhìn đôi khi cũng rất là lãng mạn, rất là romantic nhé. Hướng này chúng ta sẽ đi ra con đường Hồng Bàng. Đây, cái cổng này thì những cái bệnh nhân khi mà xuất viện thì ra cái cổng phụ trên đường Hùng Vương. Cổng này là chỉ có xuất viện thôi nhé các bạn. À, anh ấy đang che dù cho khách, cho bà vợ. Và bên ngoài này các bạn thì cũng có những cái hàng quán người ta bán nước, rồi bán cơm, bán nước giải khát ấy. Chứ không phải bán nước là bán quốc gia đâu nhé các bạn. Ồ, chào lãnh đạo. Mưa không ngủ. Dạ. Đấy, cửa hàng bán cơm sườn này. À, trời mưa cơm sườn nóng và nướng sườn thơm phức. Đây, chúng ta đang có mặt ở cái cổng phụ, cổng số 5 của trường trung học cơ sở Hồng Bàng. Các phụ huynh đang đứng ở phía bên ngoài chờ để đón con của mình này. Đó, bác bảo vệ đang kéo cái cổng sắt lại. Đây, nghỉ hè thì bên trong trường thì các đội thợ đang sửa chữa sân trường. Trường thì xây một trệt một lầu, ở trên thì lợp mái ngói. Ở đây con đường này thì nằm giữa hai cái bệnh viện, một cái là bệnh viện Hùng Vương và một là bệnh viện Chợ Rẫy. Xin mời cô chú anh chị cùng di chuyển trên những cái góc phố thân quen.
Đây ra tới đây chúng ta gặp con đường Hồng Bàng. Hồng Bàng thì ngày xưa như gọi là con đường lục tỉnh miền Tây. Đây cô chú anh chị nhìn này, góc đường Hồng Bàng cắt với con đường Triệu Quang Phục. Đó. Đây là mặt tiền phía trước của đường Hồng Bàng. Thì cô chú anh chị có thể thấy là cổng trường là có hàng rào sắt rồi sơn màu vàng, nhìn cũng rất là đẹp. Phía bên trong này thì thỉnh thoảng có những cái cháu học sinh có lẽ là tới ôn luyện kiến thức trong dịp hè. Đi thêm một chút nữa thì chúng ta sẽ gặp con đường Lương Nhữ Học. Ở đây có một cái trạm dừng xe buýt phía bên tay phải này thưa các bạn. Đây, nhìn phía trước của ngôi trường này. Trời mưa nên là khung cảnh nhìn rất là romantic, lãng mạn. Ở vỉa hè này thì được lát đá granite, rồi trồng cây, trồng hoa ở cả hai bên. Nhìn cũng rất là đẹp. Đây các bạn nhìn thấy ta ghi cái chữ là trường trung học và cơ sở Hồng Bàng. Đây là cổng số 1 nằm ở số 132 đường Hồng Bàng. Còn hướng đi thẳng này các bạn là chúng ta sẽ gặp con đường Lương Nhữ Học. Đây góc đường Lương Nhữ Học cắt với con đường Hồng Bàng. Phố Lương Nhữ Học thì cũng chuẩn bị vào cái mùa trung thu là làm những các cái lồng đèn rồi đồ chơi trung thu, mặt nạ. Đi thẳng đây các bạn, chúng ta sẽ gặp đi thẳng trong quẹo trái, đi thẳng thì gặp bệnh viện Chợ Rẫy nhé. Thôi giờ mình sẽ đi băng qua đường. Đây đang là góc của đường Lương Nhữ Học cắt với đường Hồng Bàng. Sài Gòn sau cơn mưa thì trời lại nắng.
qua đường nhé. Trời mưa đó, những người mà bán áo mưa này sẽ bán rất là được. Bên này thì nhiều những cái cửa hàng đóng cửa này. Rồi dưới mái hiên thì các cái anh xe Grab là chú mưa. Bên ngoài này ra để xe gắn máy này các bạn này. À, có những bác xe ôm thì trời mưa không có chạy được, núp dưới mái hiên. Đây, lối vô những cái chung cư cũ này các bạn này. Đó. Đây là số 285 của đường Hồng Bàng. Đối diện là trường Trung học cơ sở Hồng Bàng, cổng số 1. Tiệm điện, tiệm đèn, trang trí này. Rồi, khu này, để chỗ này bán chuyên bán chân máy ảnh. Rồi, quán trà, trà sữa. Nhà may mở cửa 8 đến 20 giờ, bấm chuông và chờ 5 phút. Sửa chữa remote, loa âm ly, cũng có nhiều những cái mặt bằng đang bị bỏ trống. Đây, ngày xưa là bán dụng cụ y khoa và thẩm mỹ, bây giờ để biển là cho thuê mặt bằng này. Cửa khóa luôn hai bên. Bánh dừa, tảng đa. Dạ dạ. Đây, chuyên bán bánh dừa, tảng đa. Khách mua mang về đó. Cơm tấm sườn que Tư Hồng 261C. Cà phê đen, cà phê sữa. Đây là góc của đường Triệu Quang Phục cắt với đường Hồng Bàng. Đây, mời cô bác anh chị cùng coi lại góc Triệu Quang Phục cắt với con đường Hồng Bàng, khu vực Sài Gòn Chợ Lớn ngày xưa. Ở trước mặt chúng ta đó là đường Hồng Bàng, rồi qua con đường đó thì cô bác sẽ thấy ngôi trường. Đây, khúc này thì chiều Quang Phục, đây là đường một chiều. Đây các bạn sẽ thấy mấy chú ngồi đánh cờ này. Ngồi chơi cờ tướng. Rồi những cửa hàng sửa chữa quạt, đồ điện tử. Sửa quạt, rồi quấn quạt. À, đây chú đang coi cái này là Tuấn Vĩ, kết nối yêu thương.
sửa quạt, sửa motor, quán cơm. Dạ, đi quay phim anh. Dạ. Dạ, vâng, nhưng mà hôm nay quay xong bệnh viện rồi, đi vòng vòng coi đường phố sao. Trà dư Tửu Hậu. À, khát nước trà đá cà phê tỉnh giấc mộng vàng, trà Tửu Hậu 259 Hồng Bàng. Bình Hoa kính chào quý khách. Đập tan lờ đờ uể oải. À, bà có cái slogan hay quá. Răng sứ thẩm mỹ này. Đây là góc đường Ký Hòa cắt với Triệu Quang Phục. Bên này các bạn nhìn một cái quán cà phê này. Ở đây thì có trung tâm Hoa Văn Việt Trung. Ở đây đang là phố Ký Hòa nha các bạn. Một con phố cũng rất là ngắn thôi. Ký Hòa cắt với Triệu Quang Phục. Đây. Đường Ký Hòa cắt với đường Triệu Quang Phục. Phía trước mặt chúng ta xa xa đó là cái tòa nhà của Đại học Y Dược. Bên tay phải này có trường Tiểu học Minh Đạo. Cổng trường xanh sạch đẹp an toàn. Đường phố Sài Gòn ngày mưa, lúc này đi các bạn vừa nắng vừa mưa, trời nó hầm lên cũng hơi khó chịu. Xin chào. Chỗ này có gì đây ta? Kỳ Anh Đường. Cái văn phòng giao dịch để múa lân. Lân sư rồng. Những cửa hàng tạp hóa. Đây là góc đường Ký Hòa cắt với đường Phù Đổng Thiên Vương. Thì người ta cột những các cái cây cột này lại, các bạn biết để làm gì không? Để không có dán bảng quảng cáo lên những cái cây cột này. Ví dụ như đây là cây này này là có bị dán quảng cáo này. Đó, họ dán quảng cáo lên này.
Còn hướng đi thẳng này các bạn là chúng ta sẽ đi về cái ngôi chợ là chợ Sa Tây. Chợ Sa Tây. Rồi ra cái con đường Nguyễn Trãi. Rồi quẹo trái theo hướng này là chúng ta quay lại con đường Hồng Bàng. Đây các bạn nhìn phía trước là bên tay trái này những cái quán cà phê này. Bà con cô bác ngồi uống cà phê, ngắm mưa. Rồi cam mang đi 12, 13, 15 ngàn. Trời ơi, nhìn ngon quá trời này. Quẹo phải đây là có một cái con hẻm là hẻm số 97 đường Phù Rồng Thiên Vương, các quán cơm. Bên tay phải của chúng mình là Bệnh viện Đại học Y Dược. Quay một vòng để cô chú anh chị chúng ta coi cảnh cuộc sống Sài Gòn. Đây là người ta cũng hướng dẫn, ví dụ như rác thì để đâu, rác nguy hại để một thùng, rác hữu cơ để màu vàng, rác vô cơ để màu nâu. Rồi đây đang là góc của đường Hồng Bàng cắt với con đường Phù Đồng Thiên Vương. Còn trước mặt quý cô chú anh chị đó là Bệnh viện Hùng Vương. Tòa nhà màu xanh xa xa kia là tòa nhà Thuận Kiều Plaza. Ngày nay thì tên gọi của nó là tự dưng mình lại quên mất tên của nó rồi á, của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Nhưng mà người dân thì người ta vẫn nhớ đến cái tên là Thuận Kiều Plaza. Còn ở đây các bạn nhìn này, khúc này là cũng là của tập đoàn Vạn Thịnh Phát ạ, Hùng Vương Plaza. Giờ cũng đang được sửa chữa lại. Có vỉa hè thì một số những cái tuyến phố chính này các bạn nhìn rất là sạch sẽ và đẹp. Đây mình đang có mặt trước cổng trường này, là cổng trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Một số hình ảnh này gửi tới các cô chú mà ngày xưa đã từng học y khoa. Cái vỉa hè này đây cũng là cái tuyến phố chính, mọi người đi bộ khá là thoải mái và an toàn. Có những người thấy mình đi quay phim ngày mưa đó thì ta nói là mưa không biết làm gì hay sao mà lại đi ra ngoài. Bộ bán vé số này, đây là trước cổng trường Đại học Y Dược.
số 217 đường Hồng Bàng. Rồi, giảm tốc độ 5 cây số một giờ. Rồi, bãi giữ xe hai bánh là đi vô đây này. Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Mình sẽ quay toàn cảnh cho các bạn coi nhé. Đó, thì trong đi vô đây là các cái khu giảng đường rồi phòng học. Đó. Đây các sinh viên thì đang đi bộ vô trong để đi học. Đấy, không gian thì rất đẹp nhé, cảnh quan trước cổng trường. Rồi đi thêm một chút xíu nữa thì chúng ta sẽ gặp bệnh viện Đại học Y Dược. Đây là góc của đường Tản Đà cắt với đường Hồng Bàng. Bánh mì cô Bảy đồng giá 15k, bánh mì thịt ốp la xíu mại. Nó vừa xe mà cô vừa quảng cáo được luôn. Bán đắt không cô? Dạ, quay coi bà con buôn bán ngày mưa ra sao, có đắt hàng không? Không, trời ơi, cái này gửi đi Mỹ thôi chứ không lên TV. Lên TV tốn tiền lắm. Rồi bên này thì rồi đi qua đây rồi. Đây chúng ta đang đi vào con đường Tản Đà này. Đây là cổng số 5 đường Tản Đà, bệnh viện Đại học Y Dược khu A nhé. Rồi phía bên ngoài thì bà con ngồi buôn bán, nói chung là vỉa hè hết cả chỗ luôn. Rồi mình phải đi bộ ở phía dưới thôi. Dạ không ạ, con đi bộ thôi chú. Giờ này chuẩn bị đến cái giờ mà mọi người ở trong nhà thương phải đi mua cơm. Những cái xe bán hàng rong này. Dạ. Quận chưa xuống, cứ thoải mái bán đi. Trời ơi, quay em được đâu nghe, Rồi, quay bán cạc nè. Việt Nam Mobile Vina vé số luôn. Đây, phía bên trong này là mọi người đi khám bệnh đó là sẽ vô đây xếp hàng để bốc số thứ tự lối vào xe hơi. Những cái chỗ mà khám chữa bệnh nha các bạn thì rất đông, các bác bảo vệ phải điều tiết để cho xe ra vô nó nhịp nhàng. Đây là bệnh viện Đại học Y Dược nha các bạn, số 215 đường Hồng Bàng. Dạ alo.
trước cổng bệnh viện thì luôn luôn đông nha các bạn. Đây các bà con cô bác đi tới khám bệnh này. Nói chung mà bệnh viện thì bây giờ cái bệnh viện nào cũng đông. Đấy, các anh ấy đang điều tiết để xe ra thì có xe khác nối tiếp vô. Đó, xe đông lắm. Rất là nhiều xe cứ nối đuôi hết lớp này tới lớp khác. Còn phía bên trong thì các bạn ở các khoa khám bệnh thì bà con cô bác cũng đang ngồi đợi chờ để tới lượt đăng ký khám bệnh ở phía bên trong. Rồi ra bên ngoài này là các cái khu mà bán đồ ăn thức uống, bánh mì chả giò nem thịt nướng. Tới đây là khoa khu cấp cứu, khoa phụ sản. Ok, bây giờ trên vỉa hè bà con cô bác đã buôn bán hết rồi các bạn. Mình không có đi vô được. Cháo 30.000. Nhà chờ xe bớt này. Sao? Dạ, quay xem bán đắt không? Ủng hộ đi. Ủng hộ á. Kêu mấy người kia đang ngồi chờ xe buýt tới mua. Không ai mua hết rồi, chờ mua không ai mua, công an dí dí lại. Ai dí mình dí lại. Có lên mạng rồi á. Chuối ở khoai. Đây, chuối luộc với khoai lang. Đó, nhìn rất là ngon nhé. Hạt rẻ Thái Lan. Đó, vừa rang xong rồi bán luôn, bỏ vào túi bán. Ở đây góc đặng Thái Thân cắt với con đường Hồng Bàng. Ở bên phải này các bạn là bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Thì ngày xưa tên gọi của nó là bệnh viện Lao Hồng Bàng. Đây, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, ngày xưa là bệnh viện Lao Hồng Bàng. Tuấn Dương cũng thường hay phát cơm ở bệnh viện này. Đó. Đây đang là cổng số 2 nha các bạn. Cổng số 2 của đường Hồng Bàng, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Cô ba anh chị thấy những cái dòng xe đang di chuyển về phía mình. Mời cô bác anh chị đi tiếp. Thì ngày hôm nay cũng sẵn tiện là một cái ngày mưa, rồi gửi các cô chú anh chị clip về quận 5 Sài Gòn.
cây cối, trồng những cái thảm cỏ rất là đẹp, đòi hỏi mọi người phải chăm sóc, cắt tỉa, quét dọn, rồi tưới tắm, vệ sinh thật là sạch sẽ. Ở phía trước thì chúng ta sẽ đi về khu nhà thờ ngã 6 Chợ Lớn. Bên này các bạn là có nhà văn hóa thiếu nhi quận 5 này. Không biết thì cô bác coi những cái clip này có cảm thấy nhàm chán hay không. Nhưng mà đối với Tuấn Dương thì mình thích trải nghiệm và mình thích quay những cái gì thực tế về cuộc sống, không có áp đặt. Mình phải đi nhiều để cô bác anh chị chúng ta tự khám phá, tự cảm nhận. Mình không có áp đặt một cái suy nghĩ cá nhân vào trong cái video clip. Cứ thấy cái gì thì mình ghi lại cái đó thôi, để chia sẻ với các cô bác anh chị. Và đây thì chúng ta sẽ gặp giao lộ đường Ngô Quyền, ngày xưa là Triệu Đà đó, cắt với con đường Hồng Bàng, lục tỉnh miền Tây. Khu vực này có một cái view rất là đẹp. Đây là nhà thờ ngã 6 Chợ Lớn. Kế bên đó là cái công viên Văn Lang. Đây nhà thờ thì phía trước mặt đây các bạn. Nhiều người thì cứ nghĩ đây là đang ở Đà Lạt. Còn trước mặt chúng ta đó là con đường An Dương Vương. Đây các bạn nhìn này, những cái đèn, trụ đèn từ ngày xưa ấy, là nó có hình những cái con sư tử. Đó, cái trụ đèn này vẫn còn từ ngày xưa này, đúc bằng gang, nhìn rất là đẹp nhé. Đó, hình đầu con sư tử đúc bằng gang. Đó, đây đang là góc đường Hồng Bàng cắt với con đường Ngô Quyền. Thì phía sau ống kính cô chú anh chị sẽ thấy là có nhà thờ ngã 6 Chợ Lớn. Và đây cũng có một cái con đường mà Tuấn Dương cho rằng là con đường này là đẹp nhất Sài Gòn luôn. Nó có mấy hàng cây, tức là nó có 4, 1, 2, 3, 3 hàng cây, 3 hàng cây chính. Đấy, còn phía trước đây là nhà thờ ngã 6 Chợ Lớn này. Cảnh nhìn cũng rất giống Đà Lạt. Còn cái con đường này các bạn nhìn, 3 hàng cây, đẹp tuyệt vời luôn. Đây, nhìn ở đây thì có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đây giống như là đang ở nước ngoài nếu mà không thấy xe gắn máy. Đấy, còn thẳng cái hướng này các bạn là chúng ta sẽ đi về ngã 6 Nguyễn Tri Phương. Đó, con đường như là trong truyện cổ tích luôn. Đấy, xa xa kia các bạn là ngã 6 Nguyễn Tri Phương này. Người và xe thì đi lại như mắc cửi luôn. Rồi bên này là trung tâm giáo dục thường xuyên Chu Văn An, ngôi trường Chu Văn An. Và tới đây thì Tuấn Dương cũng xin tạm dừng video, nói lời tạm biệt tới quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Hãy đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh và ủng hộ Tuấn Dương để ra nhiều video mới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.